Sau Eric, Quân AP chính thức là chiến binh tiếp theo tham gia The Heroes. Thông tin Quân AP trở thành chiến binh góp mặt trong chương trình The Heroes, thần tượng đối thần tượng mới được đăng tải trên fanpage chương trình sáng mùng 10 tháng 4. Ngay lập tức bài post đã nhanh chóng chiếm được sự chú ý của cộng đồng mạng. Là một trong những đại diện nổi bật của lứa nghệ sĩ Gen Z Việt Nam, Quân AP gây ấn tượng nhờ loạt hit triệu view, phủ sóng trên các kênh nghe nhạc như Ai là người thương em, Còn gì đau hơn chứ đã từng, Bông hoa đẹp nhất hay mới đây là Lời xin lỗi vụng về. Chàng ca sĩ điển trai sở hữu giọng hát tình cảm, phong cách gần gũi và đặc biệt là sở hữu một nụ cười cực kỳ ấm áp. Quân AP hứa hẹn sẽ mang đến màu sắc âm nhạc mới mẻ, khuấy đảo tưng bừng sân khấu cùng dàn line up đỉnh cao. Đồng hành cùng năm ca sĩ ở mùa năm nay là producer Dismore. Trước đó, ca sĩ Eric là cái tên đầu tiên được thông báo tham gia chương trình. Việc những giọng ca trẻ tuổi nổi tiếng lần lượt ghi danh tại chương trình khiến cho khán giả nóng lòng chờ đợi những ẩn số còn lại. The Remix mùa 4 với tên gọi The Heroes, thần tượng đối thần tượng sẽ được lên sóng trong tháng 5 2021. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!